Xin chào anh em. Xin được cập nhật với cả anh em về cái mức tiêu hao nhiên liệu ở trên xe VinFast Lux SA 2.0 full option. Xe của tôi là full option nhá. Đây là cái lộ trình mà tôi chạy ở trong phố mà tôi lưu lại, thì đến nay tôi chạy được là khoảng độ 173 km và tốc độ trung bình nó là 21 km/h, và mức tiêu hao nhiên liệu nó khoảng độ 14.6 lít trên 100 km. Đó, như vậy là VinFast Lux SA full option đi trong phố nó khoảng độ 14-15 lít trên 100 km. Thật ra là tôi đi là thuộc dạng thứ nhất là tôi đi là thuộc dạng ít tốn xăng, tôi ít dùng phanh lắm. Tôi đi xe là ít tốn xăng, đi rất là mềm mại, không ga thốc, không phanh gấp. Đó, thì là mức tiêu hao nhiên liệu như này. So với những xe khác thì tôi nghĩ là nó cũng trong cái mức chấp nhận được. Và thời tiết này thì thời tiết vừa rồi thì nó không là quá nóng, cho nên là điều hòa nhiệt độ thì cũng không phải làm việc nhiều. Cho nên mức tiêu hao nhiên liệu này là trong phố là cũng nói chung cũng không phải thấp mà cũng không phải là cao. Theo tôi đánh giá là như vậy. Với cái xe to nha, tất nhiên là dòng 1.8 xe Nhật các thứ thì nó đi chỉ 10 lít thôi. 1.8 xe nhỏ đi khoảng 10 lít, 9 lít, 10 lít trong phố. Và xe to hơn thì 10, to hơn chút thì tầm 12, 12 đến 14, thì cái này nó là 15, khoảng độ 14-15. Còn ở ngoài cũng xin nói lại rằng là cái đồng hồ này nhé, nó kiểm soát rất, tôi nghĩ là nó khá là chính xác ấy. Nó chỉ chênh so với cả các cái con số thực tế khoảng độ đâu đó khoảng độ 5% thôi. Tôi cũng đã test thử về cái đổ xăng rồi là đo rồi, thì cái này nó khá là chính xác đấy. Đó. Rồi đây là lộ trình A nhé. Còn lộ trình B là cái lộ trình gần như là từ đầu, tôi đi từ đầu đến giờ hỗn hợp giữa phố với cả, nhưng mà rất là tại vì tôi đi xuyên Việt mà, cho nên là đại bộ phận là đại thời gian là mình đi ở trên quốc lộ thôi, thì trung bình nó là từ trước đến nay nó khoảng là 10.2 lít trên 100 km. Đó, tốc độ trung bình là 37, cũng không tệ đâu. Cũng tạm được. Đấy, cũng tạm được với cái xe to như này mà như thế là được. Tôi đi được tổng cộng là đi được 5.000, từ lúc nhận xe đến giờ là được 5.300 này, đi xuyên Việt về này. Đấy, và cái lộ trình này tôi xét là 51 này, 5.100 này, như vậy là chênh nhau 300. Đấy, từ đầu đến giờ tôi vẫn chưa reset lại. Đấy, đấy nhá. Đấy, như vậy là có thể nói rằng là VinFast Lux SA 2.0 full option. Đấy, đi trong phố mức tiêu hao nhiên liệu là khoảng 14 đến 15 km trên lít trên 100 km nha mọi người nhá. Đó, đây. Đấy. Tốc độ trong phố tôi nghĩ chỉ thế này thôi, chứ còn chả, đây là còn dạng nhanh, nhưng còn nếu mà tắc đường còn thấp nữa còn ăn xăng nữa. Đấy, ok rồi. Tại vì là sắp cuối tuần có khả năng lại đi ra phố, đi ra ngoài, cho nên là phải cập nhật trước. Tôi muốn là đi khoảng độ lâu tí thôi mới cập nhật, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ duy trì tầm khoảng độ 14 đến 15 lít trên 100 km nhá. Trong phố anh em ạ. Rồi, xin chào anh em, nhớ subscribe kênh nhá để tôi tiếp tục cập nhật những cái tin về VinFast Lux SA cũng như là đủ các thể loại linh tinh khác. Xin chào.